Em tên Võ Thành Đông ạ, sống và làm việc tại Bình Chánh, kinh doanh ạ. Năm nay em 33 tuổi. Bây giờ vợ của Đông. Dạ, em tên là Võ Thị Hồng Đẹp. Võ Thông Điệp. Võ Thị Hồng Đẹp. Hồng Đẹp. Dạ, năm nay em 33 tuổi, em làm nhân viên văn phòng ạ. Hai đứa làm sao mà quen được với nhau vậy? Vợ em với em cùng quê, nhưng mà sau khoảng thời gian thì vợ em đi học thành phố. Dạ, em thì học ở Sóc Trăng. Em nhận được tin nhắn của vợ em nhắn cho em. Nhưng mà em cứ nghĩ là ai đó nhắn lộn thôi. Tại em nói là tiêu chuẩn của em là có một ông chồng không hút thuốc, không uống rượu, ít là không chịu thề luôn. Nên là bà chị lấy giới thiệu anh này. Em mới nhắn thì em nhắn cái gì cho anh ta vậy? Anh ăn cơm chưa? Làm việc ở đâu? Vậy lúc mấy giờ? Hỏi những câu cho qua loa thôi đúng không? Nhắn ngang ngược vậy đó hả? Rồi có tự giới thiệu là em là Hồng Đẹp không? Dạ không. Bởi vì ông tưởng là lộn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đầu thì em cũng tưởng là lộn, xong rồi thời gian tìm hiểu thì mới biết là có người bạn giới thiệu vợ em. Còn thời gian thì vợ em trên thành phố về, thì về khuya lắm, thì kêu em ra rước về nhà của em gái giùm. Thì hôm bữa đó ra rước thì em cũng đang chạy xe Honda, thì em xài xài tay vợ cứ rút lại hoài. Tranh thủ gần tới đó, em tranh thủ em hung cái rồi mới thả vợ xuống. Dạ, tranh thủ hung cái rồi mới thả vợ xuống. Nhưng mà đêm đó chắc có lẽ là khó ngủ đúng không? Dạ, em ngủ bình thường. Tại vì em không có ấn tượng với anh này. Vậy hả? Anh này nhìn cũng không có đẹp trai. Hay lúa. Mà cũng không phải gu của em luôn. Rồi em sao trong thời gian em cua vợ em bằng cách nào? Vợ em có yêu cầu là nếu mà quen vợ thì phải viết thơ. Là một tuần là phải 3 lá thơ. Có nhớ một cái lá thơ nào nó ướt át, ướt sũng không? Mà ông gửi cho em không, Hồng Đẹp? Dạ, có một lá thơ là ảnh kể là giống như là một ngày nào đó mà em không nhắn tin hoặc là không viết thư cho anh là anh không ngủ được, có thể là không ăn rồi bệnh luôn. Mà viết thật trong vòng bao lâu? Bây giờ cái vụ mà liên lạc bằng thư từ, nhắn tin vậy là trong vòng bao lâu? Mấy năm? Dạ, hầu như là 4 năm đầu là em viết thơ rồi nhắn tin liên tục như vậy hoài. Tết Nguyên Đán thì mới về gặp vợ được một lần. Là 4 năm mà gặp nhau chỉ có 4 năm lần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tại mà mỗi lần gặp nhau như vậy có nắm tay nhau không? Hầu như nắm tay không, chứ chưa được hung môi lần nào hết. Đã lần đầu tiên chưa có gì mà ông dám giật tay tao ông hung rồi. Thì lúc yêu rồi mà mắc mới gì mà ông không có giật cái mỏ nó hung luôn. Đó đúng rồi. Đó, em cũng muốn dữ lắm luôn. Nhưng mà thực tế vợ không có bật đèn. Trời ơi, đẹp ơi, một năm gặp nhau có một lần, tại sao em không cho người ta một cái đèn xanh? Tại lúc đó em nghĩ không biết anh này có thật lòng không. Cảm thấy mình không có tự tin. Hồi giờ lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, chúng em lấy nhau được 1 năm 10 tháng ạ. Yêu nhau là 7 năm. Dạ. Yêu xa đó đúng không? Dạ. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới cảm nhận được cái sự chân thành của người đàn ông này và em yêu anh ấy? Có một lần là anh này làm em rất là cảm động. Hôm đó là anh dẫn em đi ăn cái đang kêu phở ra. Ăn đâu Phan? Dạ, ăn trong tiệm ở tỉnh em á. Xong cái kêu phở ra, cái anh này chảy mất tiêu. Em nói rồi, ông cha nội này chắc vô chảy mất dép mà để mình trả tiền rồi. Em đợi mãi 15 phút mà em thấy anh này đâu chân. Em thấy bực rồi đó, em tính đi về. Xong em nhìn bên đường kia đường có cái cô kia ra chạy xe, nhưng mà cổ không biết chạy á. Cổ khóa làm sao mà dính xe lại, dẫn không đi. Cái anh này qua gỡ xe dẫn trong cổ. Cái em nhìn em thấy trời, anh này tính ra cũng thiệt thà, cũng thật tình. Thấy từ đó em cảm thấy có chút tình cảm với anh này. Có nghĩa là ông đang ăn rồi, ông chạy phóng qua đường, ông ấy xe giùm cho cái cô đó. Dạ. Cảm động. Dạ. Ủa mà cô đó không quen, không biết luôn á. Dạ không quen, cô đó chỉ là người đi đường thôi. Người đi đường mà ông đang ăn mà ông thấy người ta hư xe, ông phóng qua. Dạ. Trời ơi, người tốt còn sót lợi nè. Đó. Dạ, tại 7 năm trời. Mọi người, đúng không? Viết bao nhiêu lá thơ, tốn biết bao nhiêu thời gian. Tại vì cái thường mà cái dòng mà thanh niên mà yêu đó, mà lúc đó bỏ là đó. Đắm đuối với người yêu của mình thôi, chứ ở đâu ra mà để ý người vẫn like. Vậy đó mà sao mà ông tia được hay thiệt. Hay là bà đó người hàng xóm của em? Dạ không. Tại vì mình thấy chỉ có con nhỏ nên khó khăn quá, nên trời mình chẳng giúp cho nên là động lòng đúng không? Dạ. Lúc đó mới cảm nhận được đây là người đàn ông mà cũng đi mà trên xe trên đường á, mà ai mà quẹt xe vậy đó, mà em cũng bị quẹt, nhưng có ảnh bị quẹt thôi chứ em không bị gì hết. Ảnh vai là ảnh gỡ chân gỡ tay coi có bị gì không, trong khi chân ảnh máu không chân mà sốc. Mà ảnh không quan tâm, trong khi mà chân ảnh máu không, ảnh không quan tâm tới ảnh mà chỉ quan tâm em thôi đúng không? Dạ. Thấy thương không, là lo cho em không đó, lá ngọc cành vàng của người ta đó, Hồng Đẹp. Vậy thì cái nụ hôn đầu tiên của hai em là lúc nào, ở đâu? Dạ sau khi cưới ạ. Có nghĩa hai đứa giữ gìn cho nhau cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Không hung luôn.
Dạ. Như vậy là không biết một cái gì về nhau hết, đúng không? Đúng không? Cho tới ngày cưới, cho cái đêm động phòng luôn, đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi cái đêm đó làm sao rồi ấy? Vui không? Dạ không vui. Thì đó làm sao vui được, không có biết cái gì đâu biết mà biết gì vui. Đâu đúng không? Mà sao em không có chủ động em tìm hiểu hả? Đông nói chung là em cũng muốn lắm, nói chung là trong lòng nó gạo gực lắm, nhưng mà do là tới nhà má vợ không dám hành sự bậy bạ nên là em cũng cố gắng kìm nén dữ lắm luôn. Tới đêm động phòng em nhất định phải hành động mới được. Tới đó do cái phòng nó nhỏ quá, mà gia đình á thì thật sự là tới 10 anh em, gặp cái niệm mà cái niệm sao không biết, nó nằm lên nó cứ có két hoài đó. Khó khăn quá. Nhưng mà mặc dù nó có két nhưng mà em cũng gắng làm được cái rồi. Không, ông anh đang muốn hỏi cái giây phút mà môi chạm môi đầu tiên kìa nó như thế nào. Cái giây phút đó thì thật sự vợ rất là nhát, em mới đụng là vợ cứ rút rút lại không à. Em cứ bò tới nữa thì cứ rút lại không. Rồi sao nữa? Nói vợ phải làm gì có kỷ niệm xíu chứ kiểu này không. Dễ thương quá à. Dạ. Vợ nè, rồi ông hôn sao? Kể đâu. Cái ông hôn lần đầu tiên coi. Hôn kinh khủng lắm vậy. Tại vì cho em coi trong phim Tiểu Ấn Tử, người ta hôn, người ta chỉ đụng vô cái là xong rồi. Anh này hôn cái nước cứ chảy tùm lum, làm em thở không được. Trong phim người ta, trong phim người ta phải giả bộ hôn bởi không có nước, còn ngoài đời dĩ nhiên nó phải ướt dẹp rồi. Ủa, em hôn nhiễu nhão lắm hả? Ở đâu? Nói chung là đại lâu quá anh ơi. Nói chung là có cơ hội nó cứ cháy thôi, nó cháy hết mức thôi. Nhưng mà thật sự cái đêm đó hầu như là đi chưa tới chợ nó đã hết tiền anh. Gấp quá. Dạ, tranh thủ quá trời nhanh, thành ra chưa có gì gọi là sâu sắc hết. Mấy đêm sau nó mới vui. Bắt đầu mấy đêm sau mới vui. Nó vui cỡ nào đâu. Mấy đêm sau em diễn sâu hơn, em diễn hầu như là tới mức cần thiết. Nói chung là lúc đầu em còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm. Qua những lần như vậy đó thì rút kinh nghiệm ra được. Nó càng ngày càng hoàn thiện. Bây giờ sao nè? Bây giờ sao? Nói tình hình bây giờ đi. Bây giờ thì hoạt động ổn hơn, nhưng mà qua một năm mấy thì vẫn chưa có bé. Dạ. Mà bây giờ chị hỏi nè, em có cảm thấy tiếc nuối khi mà em nhịn gì mà tới 7 năm không? Dạ, tiếc nuối quá trời luôn, do là nhất định đêm đó phải bù nhiệt tình quá trời, nhưng mà cái khả năng mình tới đó à. Tự nhiên diễn ra chưa được khoảng 5 phút nữa là nó hết tiền rồi, thành ra em đứng hình. Nhưng mà vợ thì sao nè? Đẹp. Giờ thấy chồng là ổn chưa nè? Ok chưa? Dạ, giờ thì thấy chồng ok ạ. À. Bây giờ hôn ngon miệng chưa? Bây giờ hôn vẫn vậy nhưng mà em ngại hôn lắm chị. Vợ chồng không ngại gì nữa. Ừ, thôi thì có nhiều người tùy không ngại hôn, mà có ngại vụ kia không? Cái đó thì tần suất nó ít thôi, vậy lâu lâu thôi chứ làm hoài chị không nổi. Đâu rồi. Dễ thương quá à. Rất là thật thà, thiệt sự luôn á. Nghe, rồi, nó nghe nè. Bây giờ cưới nhau về 22 tháng rồi đúng không? Dạ. Anh ổng hiền quá à. Có tật xấu gì không? Dạ, anh này cũng có nhiều tật xấu lắm. Như quý nhớ, thứ nhất là chẳng hạn như làm gì cũng lâu. Ví dụ, đi tắm cũng lâu, giặt đồ cũng lâu. Hay là chuẩn bị đi đâu ra ngoài, trang điểm cũng lâu. Điều quá hả? Trang điểm, ông trang điểm cái gì? Vuốt tóc nè, rồi cạo râu. Nhưng mà anh làm bất cứ chuyện gì cũng lâu, nhưng mà có một cái là làm rất là kỹ. Có nghe cái gì cũng làm từ từ chứ hả? Dạ, cái gì cũng từ từ. Vụ đó cũng từ từ. Không, vụ đó thì nhanh hơn một nhịp. Nhanh hơn một nhịp. Này mới nói đó, sức mình tới đó thôi. Sức mình tới đó rồi người ơi. Lấy bất tùng tâm. Rồi gì nữa, còn tật xấu nữa. Anh này á có tật là ngủ thì không chịu ngủ sớm. Sáng là dậy sớm, mà dậy sớm làm gì, ngồi bấm chơi game. Trong khi em thì thích ngủ sớm, mà dậy thì dậy trễ. Mà mỗi lần ảnh dậy anh cứ mở game chơi, em ngủ không được, không bực. Sống ra ngoài, sống ra ngoài chơi game. Dạ, tại vì không gian ở trong đó nó yên ắng, chơi mới vui. Trời ơi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Đẹp. Anh này có tật là ngủ thì không có đắp mền, nhưng mà tới lúc mà trời lạnh kéo mền em hết, không cho em miếng nào hết. Kéo mền quấn mình, quấn như con sâu vậy, làm không còn miếng nào để mình kéo lại hết. Sao mỗi người không ngồi một cái mền? Anh không chịu, anh bảo một người một cái mền không vui. Thương không? Còn gì nữa không Hồng Đẹp? Anh này có tật là ha, mỗi lần mà dặn không ngồi nói chuyện với ai trên cái ngồi mình vậy đó. Rồi mỗi lần bệnh sốt gì đó cũng vậy, không muốn nói gì ai hết trơn, chỉ ngồi mà giống như mình chịu đựng mình ơi, mình không chia sẻ gì ai hết. Sốt quá hả? Tức là dạ.
Bệnh đó hả? Dạ. Bệnh sốt là chịu đựng mình thôi. À, tức là... ai nghe. Dạ không, em hỏi thì cứ nói không sao mà thật sự là bệnh nặng lắm, em biết là nặng mà lắm. Lý do dạ? Tại sợ vợ lo hả? Dạ, nói chung mấy vấn đề em cũng tự lập từ nhỏ, thế nên là một vấn đề bệnh tật như cảm sốt này kia thì nó không có làm khó mình được. Ừ. Thành ra là mình vượt qua được. Nhưng mà có biết vợ lo không? Dạ em nghĩ là cũng không thành vấn đề em giải quyết được, nên là không có nói cho vợ nhiều lắm. Rồi giờ tới em đó. Dạ nói chung vợ có tật xấu không? Vợ có nhiều tật xấu, nấu ăn thì hai chồng ăn cũng không nhiều lắm, nhưng mà vợ làm hầu như là khoảng 2 tiếng mấy mới xong, mà mỗi khi làm là gỗ thao rồi chén rồi tô rồi vợ bày ra cả nhà vậy á, rồi bắt em dọn. Lên rất là mệt luôn. Nói chung không phải là thần nấu mà là thần bài, đúng không? Dạ thần bài à. Bài nhiều hơn nấu. Thôi còn gì nữa đâu. Đây là cơ hội để em khui đó. Em cũng đang đợi cơ hội này luôn á. Có đôi khi vợ dụng về lắm, để cái này quên cái kia. Nhiều khi ăn xong cái món gỏi cuốn rồi mới biết là thiếu rau thơm. Quỳnh trước quỳnh sau, nói chung là hậu đậu nhiều thứ. Sắp tới thì em nghĩ cũng cố gắng giúp vợ nhiều hơn để vợ hoàn thiện, chứ nhiều khi một mình vợ làm cũng... Dạ. Rồi bây giờ mong muốn Hồng đẹp thay đổi điều gì nè Đông? Vợ em nhìn vậy chứ rất là yếu, hay bệnh, ốm đau lắm. Em mong muốn là vợ tự chăm sóc bản thân được là em mừng rồi. Ốm đau này kia cái ngồi chỉ em là múc nước, lấy thuốc, đồ ăn, nước uống cứ đem lại cho vợ. Em thấy mệt quá trời luôn. Dạ. Còn Hồng đẹp? Muốn thay chồng của em là thay đổi là chẳng hạn như mỗi lần một bệnh ha, bất cứ xảy ra chuyện gì đó dặn Hồng phải nói chuyện với vợ. Có nghĩa là mong muốn chồng chia sẻ với mình nhiều dạ. hơn. Rồi vậy với hai chồng giận nhau rồi tới ví dụ như bao lâu thì mới về lại? Mà mỗi lần hai vợ chồng nhận nhau cái em ăn không được, xong cái em đổ bệnh luôn. Cái từ từ cái tự nhiên anh thấy em đổ bệnh, cái anh tự nhiên anh ngủ thì nào không hay. Chỉ cái vấn đề đó thôi, gì còn ngoài ra hai đứa có hay giận hờn nhau về vấn đề gì nữa không? Dạ không, nói chung là cuộc sống nó vẫn tốt. Đã ổn chị, đúng không? Dạ. Vấn đề vậy, em bệnh em chia sẻ với vợ em đi. Dạ. Em phải chia sẻ, em phải có quyền được nghỉ ngơi khi em bệnh. À, ví dụ em bệnh quá, em nói vợ ơi chồng sốt quá, lấy thuốc cho vợ đi, lấy thuốc cho chồng đi, lấy nước cho chồng đi, lấy này lấy nọ lấy kia, cho vợ em cái cảm giác đó đi. Thì khi lần sau vợ bệnh thì vợ sẽ hiểu được rằng sai nhiều như vậy á, mệt cỡ nào. Em hiểu dạ, không? Dạ, em hiểu chưa? Dạ, dạ. Em làm y chang vợ em làm cho em á, bắt em làm á. Dạ. Vợ lấy thuốc cho chồng, vợ ơi lấy nước cho chồng. Dạ, chứ vợ có cảm giác. Em rên rỉ đi cho vợ em để vợ em biết là đó, mỗi lần mà bà bệnh bà sai tôi mệt cỡ đó luôn á. Dạ. Hiểu không? Dạ. Đó thì hai đứa đừng có giống như đừng có giấu giếm nhau gì, vợ chồng son mà cứ giấu giếm làm gì. Tức là vậy nè, hả, chồng em mà không thoải mái đầu óc á là nó đi chợ nó không có nhiều tiền đâu. Hiểu không? Hãy đầu óc thoải mái, sức khỏe cường tráng lên tiền là dư giả. Đi chợ là dư giả luôn, mua hết đồ vẫn còn tiền. Lúc đó thì bạn nhỏ mới xuất hiện. Đó, lúc đó em bé mới xuất hiện. Đó. Thôi thì nhân đây anh chúc cho hai vợ chồng Đông và Đẹp sau chương trình này về sẽ hiểu nhau hơn, sẽ có tiền nhiều hơn khi đi chợ, và quan trọng là trong năm sau sẽ xuất hiện một em bé thật tuyệt vời trong ngôi nhà Đông và Đẹp. Dạ cảm ơn anh chị. Rồi cảm ơn tụi em.